Công trình bờ kè sông Măng Thết thuộc thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đang thi công bất ngờ bị sạt lở, khiến đoạn thành bờ kè dài hơn 82 mét cuốn trôi xuống sông. Hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp. Khoảng 15 giờ 40 phút chiều qua, tại công trình bờ kè đang thi công thuộc khu vực 1 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn đã xảy ra một vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, làm cho nhiều căn nhà của người dân có nguy cơ sụp xuống sông. Theo ghi nhận, đoạn sạt lở có chiều dài hơn 82 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 15 mét, làm cuốn trôi 82,6 mét chiều dài thành bờ kè đang xây dựng. Đây là công trình xây dựng đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2 qua địa bàn huyện Trà Ôn. Vụ sạt lở còn làm sập một căn nhà gây ảnh hưởng đến 14 hộ dân và 48 nhân khẩu xung quanh. Người dân cho biết tại khu vực này trước đó đã xảy ra sạt lở và đã được gia cố khắc phục. Công trình bờ kè đang thi công nhưng do dòng chảy mạnh, phương tiện lưu thông cao khiến sạt lở nghiêm trọng hơn. Ngay khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng với hơn 35 người hỗ trợ di dời đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, giăng dây cảnh báo, đồng thời bố trí chỗ ở tạm cho người dân. Các cơ quan chức năng đã đến khảo sát để sớm có biện pháp khắc phục, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân trước nguy cơ sạt lở còn có khả năng tiếp diễn.